Em để chuông 6:20 rồi. 6 giờ cho ăn chị ơi. Em ơi. Sớm mà. Còn thằng gái rồi đấy. Đứa nào đi học không? Không, giấc mơ hiện tại là có một thằng mấn non ạ. À, đúng rồi, không phải giờ tiểu học đâu mà. Sau này sẽ được đánh được rồi. Em đi làm đi. Còn những đứa khác thì chắc là đánh đi. Mùa đông làm việc thì chắc chơi đấy, cho thắng rồi. Đánh luôn nhá. Em đang chiến hai à? Anh sắp xếp lại đây. Để cho Hải lên ạ. Không dậy thì là do là không dậy thôi đúng không? Còn bảo không được trách là không gọi. Nãy mấy cái rồi tắt luôn. Này đấy có cuộc gọi nhá. Nãy mấy cái rồi tắt luôn. Này đấy có cuộc gọi nhá. Nãy mấy cái rồi tắt luôn. Này đấy có cuộc gọi nhá. Ông chưa thấy bà Điệp gọi cho không? Không. Nhưng mà đợt này Điệp có vẻ lại không muốn dậy buổi sáng hả? Hôm nay đang được chụp bạn. Vậy. Anh trước mặt anh nhưng mà cô Hồng cô lại lùi ra cãi nhau này sao rồi hay quá tốt hay quá thắng ui rồi có kìa còn này đỡ mấy anh thắng làm gì chả nào đỡ rồi 3-1 đánh nghiêm túc nhá nói nghiêm túc mãi mà từ lại giờ chưa cắt đi cắt đi ngoài rồi tỉnh thắng rồi cứ đánh như thật thổi 4-1 tốt rồi tốt không đấy tốt biết hả năm thì này tốt rồi đấy hả hai hai đã có những cái khả năng rút suất 6-1 bấm cũng chưa tìm được tất cả đẳng cấp này cao hai bắt cái cảnh 1 chết rồi phải lao lên 2-6 rồi anh em nhá bóng chưa sang rồi mà chết chưa đây rồi lao lại đấy trượt tay là ghi điểm 2-2 còn quả đấy anh quên không kịp phòng anh là đấy 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 ôi trời ơi, kéo thế. Rồi, bóng lại rồi. Về được chỗ. Ui. Không bỏ. Ui, không bỏ được. Không bỏ được. Ba bỏ. Ông quả này kinh nhỉ. 37, 36 à. Quả này bạn Huyền Đông Chiến đấy. Đây à. Ba. Ôi, lại hai tay. Ba đây. Đúng rồi, đúng rồi. Làm đi thứ. Chính yếu rồi. Ok. Làm nữa. Tốt. Hay quá. Không á. Ngon. Hay quá. Đang thẻ tốt. Hay đấy. Hay quá. Sao? Không ổn. Được rồi. Sao? 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 Một suýt thì ăn. Đá vỗ tay rồi à? Đá vỗ tay rồi mà vẫn còn. 5 à? 4 7 à? Cày quá nhỉ.
Anh phát đầu tiên. Chứ kiểu gì luôn. Chê. Anh đã 4. Anh phát đầu tiên thì là 4 là đúng. Ờ. Nhìn nhanh thế chứ nè. Tinh thú. Rồi. Rồi cuối cùng. Thế anh ơi, thẳng vào chuyến 2 này. Ôi, phải hô lên nhá, không là mấy diễn gắn anh em mình. Chủ động ai bị thắng đi. Ui, đánh tập trung à. Tập trung mà. Rồi, chiến thắng kìa. Ôi. Rồi, rồi. Ôi, nhỏ. Mình không biết đưa cho ai nữa. To quá. Được. Được. Không phải là tiền nhá. Ông làm lại anh sợ đấy. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Không ghi điểm. Hai tám. Hai tám. Em về vị trí này là bắt đầu này, bây giờ kết thúc này. Anh bị đánh bất ngờ như thế.
Nhẹ thôi mà, mọi người tập trung chứ. Hay lắm, đấy. Hay, hay. Quá hay quá. Hoa đấy. Đó, đi con, đi con. Ây, trời. Ôi, đổ, đổ. Đúng rồi. 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 Ủa, anh ơi, hai chữ khỏi nha. Đó, đưa anh ơi. Kéo, kéo. Kéo, kéo. Anh ra diễn kéo em đi vào. À, mình, lên mình vậy? Đúng rồi, anh. Mình đi nhận bóng là mình khác mà. Đây, chị đây. Ra. Ông ơi, mắc uất. Ui giời. Còn theo ơi, chị đây. Đưa ơi, còn đấy. Còn đấy. Cứ phải nhiệt tình theo kệ đó. Làm sao để cho lắp chín. Đừng có nhìn nhãi nhung nhẫn cả. Nghe đôi vui vậy. Kéo đấy. Kéo đấy. Kéo đấy. Tốt. Đấy. Không. Không. Không nằm. Không đập thật được. Không chả ghi đi. Không chỉ nhảy lên để làm màu thôi. Còn không đánh được. Thế là rồi. Có điểm được rồi. Khó chưa? Khó thế nhỉ? Hết rồi.